Vâng, xin chào tất cả các anh em. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các anh em nhận 15 đồng quê XRP này. 1 USD bằng 0.5 USD như tất cả các anh em. Đầu tiên anh em click vào link mô tả, bấm nút ta và chat chatbot 41042443. Continue. 43. Rồi anh em ra làm nhiệm vụ của nó. Phan anh em ơi, để exchange để mình coi chút xíu anh em. Đầu tiên thì anh em làm nhiệm vụ cho anh vào kênh Telegram của nó. Anh em đít vào join. Anh em join vào Telegram nó. Rồi anh em thoát ra anh em. Và anh em ghi một chữ, ghi một từ bất kỳ đi, hi hi đi, cần cho nó biết có mình tham gia. Rồi thứ hai là anh em follow theo word của nó để nhận 5, rồi fan để nhận 5 đồng quê vậy. Follow theo word đó, anh em nhớ like và subscribe ủng hộ mình kìa. Mình cảm ơn tất cả anh em là nhiều chúng. Rồi anh em bấm nút theo dõi. Rồi xuống đây mình like cho nó cái đi anh em ơi. Like cho nó cái đi rồi anh em thoát ra. Rồi anh em join chip, join cái channel của nó anh em, cộng được 5 XRP. Rồi anh em join vào anh em. Rồi anh em thoát ra anh em. Rồi anh em If you have and with sun and Telegram group, join vào cái Telegram group của nó nữa. Join rồi anh em thoát ra. Anh em làm nhiệm vụ theo bot nha tất cả anh em. Sorry Telegram. Rồi anh em join cái channel của nó anh em. Rồi anh em thoát ra. Rồi anh em follow theo word của nó nghe anh em. Cộng 5 RX và ghi cái username lại. Rồi anh em theo dõi nghe anh em. Ngừng theo dõi không. Rồi mình ghi username mình lại anh em ơi. Username theo word của mình lại. Win VV nhà chính. Vì mình đọc không có kỹ anh em, mình làm muốn làm nhanh mình đọc không kỹ. A cộng Win VV VVNH9 tháng ta. Giờ cho anh nào anh em. Skip. Ao channel nữa. Anh em bấm nút don nghe anh em. Don or kit. Bấm don thôi. Join vào. Rồi cái kia mình gửi mail của mình vô anh em. Anh Giang Quỳnh. Thì anh em làm giao theo bot nữa nha. Anh Giang Quỳnh cộng 5991 và gặp chúng cơm. Sorry kỹ ta. Nó kêu anh em phải. À mình lộn bước này anh em ơi. Nó kêu mình cấp cha anh em mà. 41 cộng 4 41 cộng 2 43. Continue.
bán sổ số đi hoài tờ. Follow bước này. Xin chào. Nó bắt mình nhập cấp cha nên mình lộn. Anh em bấm vào nút continue nha. Nhấn continue rồi mới bấm cấp cha. Đứa cấp cha nghe tất cả anh em. Sorry hoài tờ. 41 cộng 2 bằng 43 thì đúng rồi, sẽ kỹ chứ. Poly with infi. Mã code. The ETH form. Ha, cái bước này nó kêu mình điền cái dưới ETH của mình vào anh em ơi. Anh em thông cảm hay chờ chút nha, mình đâu. Mình cũng làm ai group cũng không có giỏi lắm quá. Mình có ít làm lắm. Rồi anh em vào dưới ETH này tất cả anh em. Anh em bấm nút sao chép anh em. Rồi anh em thoát ra lại. Anh em bắt địa chỉ dưới ETH của anh em vào. Ok. À, vậy là được anh tất cả anh em. Vậy là mình thành công rồi. Rồi, anh em chỉ việc lấy cái link chia sẻ cho tất cả bạn bè nha tất cả anh em. You can ba chạm. Nó sẽ thanh toán cho anh em trong vòng 6 giờ, nó sẽ tặng trả đồng XRP mà trả gì dưới ETH nha tất cả anh em. Anh em lấy cái link này chia sẻ cho tất cả bạn bè nha. Vậy video của mình đến đây cũng kết thúc. Xin chúc anh em thành công anh em. iBot, iGroup này anh em làm rất là dễ anh em. Anh em thì cứ làm theo cái đường link nó chỉ dẫn là được à. Vậy chúc anh em thành công. Mình làm video này cũng hơi bị lỗi, xin lỗi tất cả các anh em.